À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái lệnh tạo mặt phẳng chuẩn. Đó, tạo mặt phẳng chuẩn để làm gì? À, mặt phẳng chuẩn là những cái mặt phẳng mình tạo ra để mình có thể đứng trên đó, mình vẽ các cái sketch. Thì để tạo mặt phẳng chuẩn ta có nhiều 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 cách tạo. Thì tôi hướng dẫn các bạn cách đầu tiên đó là tạo cái mặt phẳng chuẩn mà nó song song với một mặt nào đó. Nó song song với một mặt đó. Ví dụ đây là tôi có một cái khối 3D như này, tôi muốn tạo một cái mặt phẳng chuẩn, mặt len một này nè, nó song song và cách cái mặt trên của cái khối 3D này là một khoảng cách là 30. Đó, sau đó tôi sẽ đứng trên cái mặt đó đó, tôi vẽ cái khối đa giác, đa giác lục giác nè, xong tôi sẽ ép chút để tôi tạo ra cái hình như này. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể bên trên SolidWorks này. Các bạn mở SolidWorks lên nè, các bạn vô new một cái bản vẽ mới này, vô path nè, ok nè. Đó, các bạn vô thẻ sketch nè, rich sketch nè, chọn vô mặt phơn lên nè. Đó, bây giờ giả sử các bạn vẽ cho tôi một cái hình chủ nhật, hình chủ nhật, hình vuông đi ha. Các bạn vẽ cho tôi một cái hình vuông, chiều dài là 100, chiều rộng là 100 nha. Ghi kích thước nè, đè phím phải chuột đẩy lên nè, click vô đây. Đó, ghi cái thước 100, enter, click vô cạnh bên nè, ghi cái thước nè 100, enter. Đó, xong các bạn finish cái két này đi ha, để mình tạo ra cái khối hình chữ nhật á. Rồi finish feature nè, add chút nè. Đó, bây giờ các bạn add chút lên cho tôi khoảng 40 đi, ok nha, 40 đi. Bây giờ đây, add chút lên khoảng 40. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái lệnh tạo mặt phẳng chuẩn. Mình muốn tạo cái mặt phẳng chuẩn song song và cách đều cái bề mặt trên này là 30 á, thì mình làm như sau. Mình vô thẻ feature nha các bạn. Chọn reference geometry nè, bấm phím cái nút màu đen này nè, mũi tên màu đen nè, vô plane nè. Đó, các bạn click chọn cái mặt trên này nè. Thì mặc định của SolidWorks á, khi mình chọn một mặt á, thì nó sẽ vẽ cái mặt phẳng chuẩn song song và cách đều cái mặt đó với cái thông số này. Đó là hiện giờ là mặc định là 10 rồi, mình tăng lên 30. Đó, ok. Đó, bây giờ nó sẽ vẽ cho ta một cái mặt phẳng đó, cách lên 30 song song với mặt trên. Đó, bây giờ mình sẽ vô thẻ sketch nè. Mình sẽ rich sketch trên cái mặt lên một này nè. Rich sketch nè. Đó, trên mặt lên một nè, các bạn thấy cái biểu tượng góc tọa độ nó nằm trên cái mặt này chưa? Đó, nằm ngay đúng cái mặt lên một luôn. Đó, sau đó mình cần cho số 8 để mình quay vuông góc vô. Bắt đầu mình vẽ cái khối lục giác này nè. Thì cái lục giác này là lục giác đều và có cái đường kính là 40 và vẽ ngay tâm ha, ngay tâm đây. Tôi gọi lên vẽ lục giác nè, đó tôi đưa vô đây, tôi kéo xuống, tôi đưa qua đây ngay tâm nè, để giống cái tâm đó, lít nè, đó lít đây, ghi kích thước nè, cái này là 40 đúng không, ta cho 40, ok. Đó, có khả năng nó bị chạy tâm, nếu mà nó chạy tâm á, thì mình lại dùng kích thước để mình khống chế cái tâm nó. Đây 40 nè, đó cái này là 6 50 chứ. Đó, 50 tại vì cái từ đây tới đây là chậm mà, rồi khống chế theo phương đứng nè, đó thì là 50 luôn. Đó, sau đó mình finish cái két này đi. Đó, các bạn xem này, đó cái hình lục giác của mình nó sẽ nằm trên cái mặt phẳng plane một nè, cái mặt phẳng chuẩn mình vừa mới tạo đó nha. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái thẻ feature ha, mình finish sketch đó rồi mình qua thẻ feature, mình vô add chút đó. Rồi ở đây á, mặc định đó là nó add chút lên phía trên đúng không, mình muốn nó add chút xuống phía dưới thì mình sẽ đảo cái chiều lại đó, đảo chiều lại rồi, hoặc là mình bấm vô đây mình chọn cái là up to surface. Up to surface nghĩa là gì? Là nó sẽ ép chút lên đụng cái bề mặt nào đó. Mình click chọn thằng này ha, xong mình chọn cái bề mặt trên này nè, click chọn như đây đó, nó sẽ ép chút cái mặt 2D của mình đụng tới cái bề mặt này, các bạn nhớ nha, up to surface. Rồi
Bây giờ để mình làm nó layer ra thì mình chọn vô cái này. À, cái này gọi là wrap ha. Mình đây các bạn tăng cái góc độ này lên. Đó thì nó có hai kiểu. Một kiểu là wrap vô phía trong, à, các bạn wrap 10 độ đi. Đó, wrap vô phía trong, mặc định nó wrap vô phía trong. À, tức là bóp vô phía trong. Bây giờ mình sẽ cho nó nghiêng ra phía ngoài như vậy. Đó. Nha. Yeah. Mình có thể tăng lên một tí 15 độ đi. Bây giờ. Đó. Đó, ở đây nó cho nhiều hơn nè. Cái này chắc phải 30 độ. Đó. Yeah. Rồi ok. Đó, như vậy là dễ xong. Bây giờ cái mặt phẳng chuẩn này á, mình muốn ẩn nó đi là mình chọn vô nó nè. Mình lít phím phải nè, để vô nó lít phím phải, vô bấm vô chữ 2 nè. Đó, cái con mắt mà gạch chéo đó. Rồi. À, như vậy là gì? Tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh tạo mặt phẳng chuẩn song song và cách điều một mặt phẳng nào đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. À, các bạn nhớ subscribe và like cái kênh của mình để đón nhận các cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.